Vâng, tiếp tục là bộ karaoke của anh Đoàn ở Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, gồm một cặp G4000 kết hợp với đẩy X7 ESC Pro và một bộ mic VK49. Anh em chúng em đang đến nút giao IC9 rồi. Giờ một lát nữa đến nhà anh Đoàn thì chúng em sẽ quay video cận cảnh này. Bộ dàn G4000 kết hợp với đẩy của X7 DSC Pro. Các bạn cùng theo dõi chúng em nhé. Đây rồi, anh Đoàn đang ra dẫn anh em của Zika vào nhà để lắp đặt đấy. Đây, anh Đoàn đi con SH là biển 19N1-23074. Đây, anh Đoàn đang dẫn đường này. Các bạn cùng chờ nhé, vào đến nhà anh Đoàn thì em sẽ có video trực tiếp cùng cảnh nhà anh Đoàn và bộ dàn karaoke này. Vâng, anh em kỹ thuật của Zika chúng em đã lắp cho anh Đoàn từ Phú Thọ xong rồi ạ. Anh đang test nhạc đây. Một cặp chân dài quốc dân G4000, mẫu mới nhất của năm 2023 đấy. Chuyển TV vào thì sẽ lắp quả dàn này xong. Lắp đây để test ra. Và nghe nhạc rất lực. Tức ngực luôn.